Hello, hello, xin chào các bạn. Đây là Nhi Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Thì ngày hôm nay, đó, thị trường tài chính nói chung cuối cùng cũng đang ngủ được một chút các bạn sau nhiều ngày tăng trưởng liên tục. À, chúng ta thấy được là không chỉ riêng là crypto mà chúng ta thấy à, chứng khoán nó cũng đã ngủ lại. Chúng ta có cả ba chỉ số lớn ngày hôm nay là một màu đỏ các bạn. Không phải nên nhiều lắm. Chúng ta cũng thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay kết thúc là giảm nhiều nhất là không chấm. 86% chúng ta có chỉ số S&P 500 giảm 0.29% và Nasdaq thì giảm 0.09% các bạn và pre-market nghĩa hợp đồng tương lai đó thì hiện bây giờ chúng ta thấy chỉ số giảm nhiều nhất đó chính là Nasdaq Futures thì giảm 0.16%. Đúng là giảm các bạn nhưng mà cũng không đáng kể chúng ta cũng đã biết là cả ba chỉ số này đã đều liên tục đạt đỉnh mới gần đây. Hôm nay coi như cũng ngồi là một chút thì chúng ta cũng đang thấy được là riêng về crypto đó cũng đã có một cái sự điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta nhìn vào Bitcoin đây hiện bây giờ vẫn ở mức là 88.000 đô khi mà thường làm cái video này. Đúng là có một cái sự điều chỉnh ngày hôm nay các bạn nhưng mà Bitcoin cũng đã nhanh chóng muốn đẩy trở về cái mức là 90 thì hôm nay có phải là chúng ta nhận được thông tin gì xấu hay là không thì cũng không phải các bạn chúng ta thật ra có rất nhiều tin tức nhưng mà có rất là nhiều tin tức lạc quan thùng sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa cũng như là thùng muốn dành thời gian để mà tâm sự với các bạn một chút những gì xảy ra gần đây đó có thể khiến cho nhiều bạn bất ngờ các bạn có sự tăng trưởng đột ngột thì đối thuận với nó, cái sự bất ngờ đó chính là cái tốc độ tăng trưởng chứ còn nếu như những bạn nào mà theo dõi cái một thời gian các bạn cứ nghĩ đến như chúng ta nói tới cách đây 6 tháng cái đây một năm trước khi mà có bịch con hai bình thì chúng ta cũng đã nói đến là sau ngày hai bình chúng ta có thể thấy những gì xảy ra và khi nào giá cả mới có cái sự phản ứng tốt sau hạ bình các bạn thì đó chính là cái thời điểm này nhưng mà nào mà theo dõi kênh thì chắc cũng đã nhớ rồi thôi nó chia sẻ nhiều lần với các bạn ngày hôm nay thì muốn dành một thời gian để mà nói lại để các bạn có thể thấy được là mọi thứ nó vẫn tiếp tục lặp lại hiện bây giờ thì chu kỳ 4 năm vẫn tiếp tục các bạn những gì chúng ta chứng kiến bây giờ ngay thời điểm này cũng là những gì mà đã xảy ra tương tự cách đây 4 năm và trước đó 4 năm tôi sẽ chia sẻ thêm để các bạn nắm bắt được thông tin nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào hợp đồng của dầu đi thì các bạn thấy được là vẫn dưới 70 đô coi như là mức thấp các bạn hợp đồng của dầu là 68 đô 43 cent cho một thùng dầu thì đương nhiên chúng ta muốn tiếp tục thấy hợp đồng của dầu ở cái mức thấp nếu như chúng ta muốn tiếp tục thấy chỉ số phần trăm lạm phát CPI tốt các bạn và chúng ta sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát CPI được công bố ngày mai đây là cái phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ mình sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa thì ngày mai đó có thể là một ngày mà có nhiều cái sự dao động các bạn tùy theo cái phần trăm lạm phát như thế nào và ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một số chứng khoán liên quan đến crypto cũng giảm giống như chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của sàn Coinbase ngày hôm nay đó thì giảm 1.58% chúng ta có cổ phiếu của công ty đào Riot thì giảm 3.47% và chúng ta lại có cổ phiếu của MicroStrategy thì vẫn tiếp tục tăng ngày hôm nay các bạn tăng 4.88% và chúng chúng ta cũng thấy được là cổ phiếu của công ty Đào Mai rồi thì vẫn tăng 0.88%. Không phải là cổ phiếu nào đi ngoài crypto cũng giảm ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta lại có cổ phiếu của Tesla đã sao nhiều ngày tăng trưởng thì hôm nay đã có một cái sự điều chỉnh cũng không, không nhỏ các bạn là 6.15%. Điều thú vị đó là các bạn thấy được là người mà chúng ta rất là hâm mộ đó chính là Jim Cramer các bạn. Thì ngày 17 tháng 10 có nghĩa là trước bầu cử khoảng chừng là 2 tuần nữa thì Jim Cramer đã nói với lại tất cả mọi người là không nên mua cổ phiếu Tesla. Các bạn cũng đã biết là sau khi mà bầu cử đó cổ phiếu Tesla cũng đã tăng liên tục rồi. Và ngày hôm nay đó thì Jim Cramer lại nói là cổ phiếu Tesla sẽ tiếp tục tăng. Sau đó chúng ta thấy được là cổ phiếu của Tesla đã giảm 6.15% và sau khi đóng cửa giảm thêm gần 1% nữa các bạn. <laughs> Jim kèm mà đúng là một quyền thoại. Nhưng mà cổ phiếu Tesla vẫn tăng một khoảng khá là lớn sau khi mà Trump đắc cử các bạn. Tăng lên tới 41% từ ngày mà Trump đắc cử tới bây giờ. Nhưng mà một tài sản đó không có tăng sau khi mà Trump đắc cử đó chính là vàng. Các bạn nhìn thấy được trên màn hình thì uh, ngay thời điểm này các bạn đó chính là cái ngày bầu cử. Thì lúc đó vàng là khoảng 2.000 47 đô thì bây giờ đã vàng ở mức là 2.605. Đây là một trong những tài sản đã không tăng sau khi mà Trump đắc cử và trước khi mà chia sẻ những cái thông tin liên quan đến crypto, đó, thùng muốn chia sẻ một cái meme với các bạn để cho tâm trạng mọi người vui hơn một chút. <laughs> Anh nói goodbye Bitcoin, không, tôi nói goodbye Bitcoin. <laughs> Nhìn vào giá của Bitcoin đây thì các bạn thấy được hôm nay cũng đã có một cái sự điều chỉnh xuống khoảng chừng là 85.000. Không thể tưởng tượng được các bạn, chúng ta đang nói đến là Bitcoin điều chỉnh xuống cái mức là 85.000 đô, cái mức mà chúng ta chỉ có thể mơ đến cái đây hơn một tuần mà thôi. <laughs> bây giờ chúng ta nhìn thấy được 85.000 là một cái mức điều chỉnh rồi. Chúng ta nhìn thấy sau đó đó thì lại đẩy ngược cho lên ở mức là 90.000, rồi bây giờ đang điều chỉnh xuống là 87.480 hiện tại. Và tôi đã từng chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn rồi, khi mà tình hình xấu đó, mọi thứ chán nản ảm đạm thì lúc mà giá tăng mọi người sẽ thi nhau bán tại vì họ lo là giá sẽ tiếp tục giảm khi mà tình hình thị trường lạc quan và fomo đó thì à, mọi người lại muốn mua các bạn và chờ cơ hội để thấy giá điều chỉnh rồi mua nhất là những người mà họ lưu trữ tiền mặt mà không có crypto hiện bây giờ và chúng ta cũng sẽ nói đến một số những cái dẫn chứng các bạn thị trường đang sôi động trở lại và chúng ta có thể thấy là cả thiên crypto ngày hôm nay đó thì chúng ta có cái sự giảm vốn hóa là 2.5%, vốn hóa vẫn hơn 3.000 tỷ đô la các bạn. Bitcoin đó thì không giảm bao nhiêu hết, coins thì cũng có vài đồng giảm khoảng chừng là 5-8% các bạn, nhưng mà không phải coins nào cũng giảm chúng ta nhìn thấy được là trên màn hình vẫn có những cái altcoin tăng trưởng ngày hôm nay và vẫn có những cái meme coin tăng trưởng ngày hôm nay và một trong những cái meme coin tăng trưởng ngày hôm nay à, đó chính là Dogecoin các bạn Dogecoin ngày hôm nay đó thì vẫn tăng thêm 8.2% và 7 ngày qua đã tăng 86.4% rồi và một đồng khác nó cũng tăng mạnh chính là XRP các bạn hôm nay tăng 12.3% một tuần qua đã tăng 28.2% rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được về Dogecoin đó thì à, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm Elon Musk và Vivek Ramaswamy lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ gọi tắt là Doge các bạn. <laughs> cái này là không bắt đầu trò đùa, đây là sự thật các bạn. Cái bộ hiệu quả chính phủ đó có tên là Department of Government Efficiency hay gọi tắt đó của những chữ này là Doge. <laughs> đương nhiên đây là cái mà Elon Musk muốn thì à, Trump cũng chiều các bạn cho nên sẽ gọi là bộ phận Doge của chính phủ và chúng ta cũng đã thấy được là giá của Doge cũng đã tăng trưởng ngày hôm nay và thật ra cũng đã tăng trưởng sau khi mà Trump đắc cử tới bây giờ và thêm một thông tin nữa đó là có một cái công ty có tên là Spirit Blockchain Capital đây là công ty đầu tư tại Canada các bạn và họ đang tích lũy Dogecoin để biến nó thành tài sản dự trữ giống như cách mà Michael MicroStrategy đã làm với Bitcoin. Đây là lần đầu tiên Thuận nghe một công ty tích lũy Dogecoin như là một tài sản dự trữ các bạn. Và CEO của công ty này đó là Louis Bateman cho biết là Spirit sẽ nắm giữ lượng lớn Dogecoin và xây dựng các sản phẩm như ETF và cổng thanh toán để hỗ trợ hệ sinh thái Dogecoin. Công ty đang hợp tác với các cơ quan quản lý Canada để tăng cái tính minh bạch và niềm tin cho thị trường thì các bạn hãy comment bên dưới các bạn có nghĩ là Dogecoin là một tài sản lưu trữ giá trị hay là không Dogecoin là một cái đồng meme coin đã rất rất lâu đời các bạn có thể nói là đồng Dogecoin là đồng meme coin đầu tiên và chúng ta cũng nên thấy được là sau những cái mùa đó thì Dogecoin thì vẫn ở đây và vẫn có những cái sự tăng trưởng đột biến như là gần đây các bạn tuy là vẫn cách cây đỉnh của một khoảng cách nhưng mà chúng ta thấy được là cái sự tồn tại của Dogecoin đó thì đã được chứng minh theo từng chu kỳ nhưng mà thuận cũng không không nghĩ nó như là một tài sản dự trữ giá trị giống như là bitcoin các bạn nhất là cái phần trăm lạm phát của score thì không hề nhỏ đâu các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà chúng ta đã thấy là trong những cái lúc mà thị trường cực kỳ phấn khích lạc quan chúng ta sẽ có những cái thông tin như thế này và có thể nói đây chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi các bạn chúng ta sẽ có nhiều thông tin có thể là còn điên rồ hơn là như thế này nữa các bạn Nhưng mà nào mà đã từng trải qua năm 2021 đó cũng sẽ nhớ là chúng ta có những cái thông tin mà không thể ngờ đến các bạn và chúng ta cũng đã thấy đó là ngày hôm qua là cái ngày mà bitcoin có cái sự tăng trưởng nhiều nhất trong vòng một ngày các bạn thấy được là hôm qua đã ngọn đến ngày là hơn 8.000 đô các bạn các bạn cũng thấy được là hồi năm 2021 tháng 2 của năm đó chúng ta có một ngày mà tăng trưởng lên tới là 7.576 đô nhưng mà bây giờ chúng ta có một ngày tăng trưởng còn nhiều hơn nữa các bạn và các bạn nên nhớ là chúng ta đang năm 2024 nếu như mà các bạn tin tưởng vào chu kỳ 4 năm bực khôi đó thì năm sau mới là cái năm mà nó sẽ có cái sự tăng trưởng còn mạnh hơn nữa các bạn mà chúng ta đã Thấy chưa gì hết tại có một ngày mà có ngọn nến là 8.343 đô rồi và các bạn cũng nên nhớ là cái thời điểm năm 2021 đó lúc đó giá Bitcoin tăng từ 38.000 tới 46.000 thì lúc đó nó cái vốn hóa nhỏ hơn bây giờ bây giờ đó vốn hóa lớn hơn có nghĩa là cần nhiều tiền hơn để có thể đẩy giá Bitcoin mà chúng ta vẫn có thể thấy Bitcoin có thể tăng một ngày là 8.343 đô các bạn và hiện bây giờ đó có một cái cá cược ở trên Potter Market, cá cược này đó là chúng ta có thấy Bitcoin đạt được 100.000 đô trước khi mà kết thúc năm 2024 hay là không. Thì một điều làm thông bất ngờ đó chính là ở trên Potter Market thì chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm là 57% nghiêng về là chúng ta sẽ thấy Bitcoin đạt 100.000 đô từ đây đến cuối năm. Có nghĩa là còn khoảng chừng là hơn 6 tuần nữa đó các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là ở trên Kaoshi, đây cũng là một trang báo cá cược thì cái phần trăm đó chỉ có 43% mà thôi các bạn dưới 50% luôn Các bạn nghĩ chúng ta có khả năng thấy Bitcoin đạt 100.000 đô trước cuối năm hay là không Có thể nói là cái đây 2 tuần thì cái khả năng đó có thể là không có cao các bạn Chúng ta vẫn có một khoảng cách khá là lớn Nhưng mà đến bây giờ đó, giá Bitcoin đã là 88.000 đô rồi Ngay thời điểm này thì các bạn thấy được là chỉ cần tăng không tới 20% nữa thì sẽ đạt được cái mức là 100.000 đô. Trong khi mà các bạn đã nhớ là một tuần qua đó giá Bitcoin đã tăng gần 20% rồi. Có nghĩa là nếu như mà Bitcoin thật sự muốn tiếp tục tăng thì trong vòng một tuần có thể đạt được mức trăm ngàn đô nhưng mà không biết tại sao cái phần trăm cá cược nó lại không có được cao các bạn đó là điều làm thần cũng hơi bất ngờ các bạn nghĩ sao các bạn không ở bên dưới và ngày hôm qua đã có sự tăng trưởng đúng là chúng ta có rất nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý nhưng mà cái sự tăng trưởng mạnh của ngày hôm qua không phải là tại vì chúng ta có hiện tượng short squeeze các bạn và thật sự đó nếu như chúng ta nhìn vào cả ngày hôm qua hai bốn giờ đó chúng ta có gần 1 tỷ đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý coi như một ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý các bạn nhưng mà nếu như các bạn nghĩ là phần lớn lệnh short đã bị thanh lý tại vì giá tăng trưởng mạnh đó thì không phải các bạn ngược lại lệnh long bị thanh lý nhiều hơn lệnh short ngày hôm qua lệnh short vẫn bị thanh lý khá là nhiều các bạn là gần 400 triệu lệnh long đó là khoảng 591 triệu nhưng mà các bạn thấy được là lệnh long lại là cái lệnh mà bị thanh lý nhiều ngày hôm qua có nghĩa là gì có nghĩa là có khả năng là có rất là nhiều bạn long với cái margin rất là lớn các bạn <laughs> cho nên chỉ cần giá điều chỉnh một chút mà thôi đó là bị thanh lý đó là gì mà tài liệu phản ảnh hiện bây giờ và chúng ta cũng thấy được là nếu như mà cái sự tăng trưởng không phải là tại vì có hiện tượng short squeeze nghĩa là những định short bị thanh lý khiến cho giá tăng dẫn đến nhiều định short bị thanh lý khiến cho giá tiếp tục tăng thì có nghĩa là cái lực mua đến từ thị trường spot các bạn những cái sự tăng trưởng mà được thúc đẩy bởi thị trường spot thì nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều và chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới cái biểu đồ heat map của bitcoin các bạn thì chúng ta có thể thấy một cái hiện tượng khá là thú vị tại vì chắc cũng khoảng chừng là hai tháng là chúng ta không có cập nhật mới hôm nay thường muốn chia sẻ cái mới nhất với các bạn ngày 12 tháng 11 tại hoa kỳ thì chúng ta có thể nhìn thấy nhưng mà nào mà không có rành thì ở bên tay trái các bạn thấy những con số này đã đại diện cho những cái nhóm địa chỉ ví giống như là nhóm địa chỉ ví dưới một bitcoin một tới mười bitcoin rồi mười 10 tới một trăm vân vân và bên trên này là những cái cá vôi cực lớn các bạn là hơn mười 000 bitcoin và đương nhiên họ chỉ tính những cái ví mà họ tin là thuộc về những tổ chức những cái như người đầu tư mà thôi chứ không tính những cái bí của sàn và ở bên tay phải đó chúng ta có một cái thanh các bạn từ màu đỏ đến màu xanh thì màu đỏ nghĩa là phân phối và màu xanh nghĩa là tích lũy tại vì đây là tài liệu on chain chúng ta sẽ không biết mua và bán chúng ta chỉ biết khi nào có bitcoin nạp vào và khi nào bitcoin rời khỏi mà thôi và Màu vàng đó nghĩa là chúng ta không thấy phân phối hay là chúng ta không thấy tích lũy. Thì các bạn có thể nhìn thấy được một cái hiện tượng là từ tháng 9 tới bây giờ đó chúng ta thấy những cái địa chỉ ví của những cá vôi cực lớn thì lại phân phối các bạn. Các bạn nhìn thấy được là bên trên này đã phần lớn là cái màu đỏ và chúng ta đã nhìn thấy được là bắt đầu từ thời điểm là giữa tháng 10 tới bây giờ đó chúng ta lại thấy là tất cả những cái địa chỉ ví còn lại những cái nhóm địa chỉ ví còn lại đó thì họ lại tích lũy cho nên mới có màu xanh đập như vậy mà nhất là gần đây sau khi có bầu cử đó thì rất là xanh luôn nghĩa là cái tốc độ tích lũy của những cái nhóm địa chỉ ví mà có dưới một bịch khôi một tới 10 bịch khôi 10 tới 100 bịch khôi và 100 tới 1000 bịch khôi đó thì đang tăng tốc lên rất là nhiều thì đây là một điều rất là thú vị nhưng mà ngược lại đó các bạn cũng đã thấy được là cái nhóm cá vô cực lớn đó thì họ cũng đã tích lũy từ cái thời điểm là tháng 7 cho đến khoảng chừng là gần tháng 9 có nghĩa là họ tích lũy trong mùa hè đó trong khi mà chúng ta thấy được là nhiều cái nhóm khác họ đã phân phối trong mùa hè đó các bạn bây giờ đây thì ngược lại những cái cá vô cực lớn thì lại phân phối nhưng mà những cái nhóm còn lại đây thì lại tích lũy hiện bây giờ đó là hiện tượng chúng ta đang chứng kiến. Còn về tin tức đó thì chúng ta có một số tin tức cũng khá là lạc quan các bạn. Chúng ta đã có công ty Canary, họ vừa nộp đơn để mở một quỹ ETF động Hedera động XRP các bạn. Thì các bạn cũng nên nhớ đây là một cái công ty nó cũng khá là mới. À, thường nhớ hình như là một trong những cái giám đốc điều hành của công ty Venex đó, họ rời khỏi sau đó họ tạo ra công ty này. Thì bây giờ chúng ta đang thấy có dòng tiền chảy vào những quỹ ETF của Ether và kỳ vọng đó là chính quyền của tổng thống trump sẽ thân thiện với crypto hơn và tôi đã từng chia sẻ nhiều lần với các bạn chính quyền của tổng thống trump đó có thể mang lại nhiều lợi ích cho all Coins hơn là bitcoin các bạn tại vì một trong những cái yếu tố lớn bây giờ đó chính là vấn đề pháp lý pháp lý của bitcoin thì rất là rõ ràng rồi không có còn gì bàn cãi nữa các bạn là một cái loại tài sản là một cái hàng hóa được quản lý bởi CFTC chứ không phải là SEC không có giống như là những cái đồng All Coins còn lại cho nên chính quyền Trump khi mà có những cái luật thân thiện và làm rõ cái gì để chứng khoán cái gì không phải đó thì sẽ có lợi ích nhiều đối với All Coins và các bạn cũng thấy được là có một số những cái công ty họ cũng đã đệ đơn để có những cái quỹ như là Solar ETF tại vì họ tin chính quyền Trump sẽ cho những cái quỹ này thông qua và chúng ta cũng thấy được là bây giờ dự kiến đó, có thể là sẽ có thêm nhiều đơn đăng ký ETF nữa nhưng mà cái đơn này đã cũng khá là thú vị các bạn và bất ngờ tại vì thông tưởng đâu là phần lớn mọi người sẽ muốn có XRP ETF rồi chúng ta thấy được là có Solana ETF hay là thậm chí Doge ETF nhưng mà HBAR là một đồng mà ít được nói đến hơn nhưng mà đây là cái thông tin được chia sẻ đến thực Canary các bạn và chúng ta cũng đã thấy là Coinbase ngày hôm nay đó thì họ cũng đã ra mắt một cái chỉ số Coinbase 50 crypto một tiêu chuẩn đại diện cho top 50 crypto đủ điều kiện và được tái cân bằng hàng quý thì những tổ chức và người dùng Coinbase Advance sẽ có thể giao dịch chỉ số Coinbase 50 thông qua hợp đồng Coin 50 Perpetual Futures của họ. Thì cái này là gì các bạn? Cái này đó là tổng hợp những cái đồng crypto lại với nhau thành một chỉ số và đương nhiên sẽ cân nặng khác nhau tùy theo bốn hóa các bạn. 50 crypto đạt tiêu chuẩn sẽ nằm trong chỉ số này thì thay vì một người nào đó, đó họ mua hay là họ bán bằng cách là họ muốn đầu tư vào cả thị trường này chứ không phải là riêng lẻ một đồng nào. Thì nếu như họ phải đi thu mua 50 đồng rồi bán 50 đồng thì nó rất là tốn thời gian các bạn và có thể là tốn phí và cân bằng lại đó cũng sẽ khó khăn. Trong khi đó đó thì Coinbase có thể là làm riêng một cái chỉ số Coinbase 50 thì một ai đó họ cũng không có phải là quan tâm nhiều đến crypto, họ cũng không phải là đặc biệt quan tâm đến Bitcoin hay là Ethereum hay bất cứ một đồng nào khác, họ chỉ căn bản nghĩ là thị trường này đã sẽ có tương lai và giá cả sẽ tăng trưởng thì họ có thể là mua chỉ số Coinbase 50 này và bán chỉ số này để có thể là kiếm lời các bạn. Thì cũng giống như là chúng ta nói tới hàng ngày những cái chỉ số như là chúng ta nói tới là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 hay là Nasdaq. Thay vì các bạn đi thu mua từng công ty một thì các bạn có thể là mua và bán những chỉ số này. Nó sẽ đại diện cho tất cả những cái công ty nằm trong những chỉ số này các bạn. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là XTB và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. XTB là một trong những cái nhà môi giới hàng đầu tại châu Âu được thành lập từ năm 2004 và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Ba Lan từ năm 2016. XTB đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và văn phòng tại 15 thị trường lớn toàn cầu như là Anh, Pháp, Dubai. Hiện tại đó Thánh Ibra đang là đại sứ thương hiệu toàn cầu của XTB với định hướng để tiền làm việc cho bạn, khẳng định sự khác biệt của mình so với các đối thủ. Hôm nay đó thì chúng ta sẽ nói tới một sản phẩm đặc biệt từ XTB đó chính là sản phẩm vàng không phí qua đêm. Đây là cơ hội cho những ai muốn đầu tư vào vàng mà không phải lo lắng về cái phí giữ lệnh qua đêm. Như bạn đã biết, vàng được xem là một tài sản trú ẩn an toàn trong những cái thời điểm bất ổn của thị trường đầu tư truyền thống. Với sản phẩm vàng phái sinh tại XTB, bạn có thể tham gia giao dịch mà không phải chịu phí qua đêm. Điều này có nghĩa là bạn có thể giữ lệnh của mình trong thời gian dài hơn mà không lo ngại về những cái chi phí phát sinh. Trong trường hợp bạn chỉ thích tận dụng lướt sóng trước các tin tức thị trường thì có thể sẽ dễ gặp phải tình trạng trượt giá hay là giảm spread nhưng với điều kiện của nhà thanh khoản cấp 1 XCB có thể đảm bảo nhà đầu tư sẽ không bị trượt giá, không bị giãn spread với tốc độ khớp lệnh nhanh nhất. Nhờ đó, các nhà đầu tư lướt sóng có thể có nhiều lợi thế trước các đợt biến động của giá vàng. Tùy theo kế hoạch giao dịch của bạn và SCB đã cũng cung cấp đòn 71 tới 500 tùy theo chiến lược giao dịch của bạn và lựa chọn đòn 7 phù hợp và có thể giao dịch với cái số vốn nhỏ trước nếu như bạn muốn trải nghiệm và chỉ với 15 phút đó thì bạn có thể sở hữu một tài khoản giao dịch trên XTB. XTB cũng có đội ngũ hỗ trợ tài khoản bằng tiếng Việt để luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn ở Việt Nam. Những bài nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm đó, thì link mở tài khoản XTB thường sẽ để bên dưới cái phần mô tả của video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại những thông tin ở bật trong video này. Và ngày mai đó chúng ta sẽ có một cái thông tin lớn như thường đã chia sẻ đó chính là phần trăm lạm phát cpi tại hoa kỳ các bạn thì dự kiến đó là chúng ta sẽ có cái phần trăm lạm phát cpi là 2.5%, tháng trước là 2.4%, nghĩa là chúng ta dự kiến phần trăm lạm phát sẽ tăng trở lại nhẹ là tăng 0.1%, lạm phát core CPI đây thì dự kiến sẽ bằng tháng trước là 3.3%. Đây là một cái chỉ số mà sẽ thường gây ra cái sự dao động trên thị trường các bạn. Lần này đó thì tùy theo chỉ số này nó có như là kỳ vọng hay là không. Nếu như mà chúng ta có một phần trăm lạm phát CPI đột ngột tăng mạnh thì sẽ rất là xấu cho thị trường các bạn tại vì chúng ta cũng đã thấy là Fed đang có xu hướng giảm lãi suất họ vẫn sẽ tiếp tục đi con đường đó mặc dù là năm sau đó những cái chiến lược về kinh tế của trump sẽ có ảnh hưởng như thế nào họ vẫn chưa có rõ nhưng mà ngay bây giờ đó xu hướng của họ vẫn là tiếp tục giảm lãi suất tại vì các bạn cũng đã nghe cho được John Powell chia sẻ ông vẫn nghĩ là lãi suất bây giờ đó cũng đã quá siết chặt rồi và con đường vẫn sẽ giảm lãi suất giảm bao nhiêu đó thì tùy theo tình hình nhưng mà nếu như chúng ta có phần trăm lạm phát không như mong muốn đó, thì mọi thứ sẽ thay đổi các bạn ngày mai nếu như mà phần trăm lạm phát như là dự kiến đó, thì cũng sẽ không có nhiều cái sự dao động đâu nhưng mà nếu như tệ hơn đó, thì chúng ta sẽ thấy phản thị trường có thể không tốt đương nhiên nếu chúng ta có phần trong lạm phát rất tốt đó thì mọi người lại sẽ kỳ vọng là fed sẽ giảm lãi suất mạnh tay hơn cho nên sẽ tốt cho thị trường chúng ta sẽ có cái thông tin này đó vào lúc là 5 giờ rưỡi sáng giờ cali có nghĩa là 8 giờ rưỡi tối giờ việt nam các bạn bà tôi nói ngày mai đó chính là ngày mai tại hoa kỳ chứ còn ở việt nam chính là tối nay 8 giờ rưỡi tối và chúng ta cũng đã thấy là cái thị trường dần dần nóng lại các bạn đã sôi động trở lại chúng ta cũng đã thấy được là cái số lượng người đã tìm kiếm từ bitcoin cũng đã tăng lên thông tưởng đâu là tới bây giờ đã thì sẽ ít người tìm kiếm từ bitcoin hơn tại vì phần lớn mọi người đã nghe tới bitcoin rồi nhưng mà không phải các bạn chúng ta nhìn thấy được là ngay cả cái thời điểm hồi tháng 3 đó Lúc đó chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin đã, đã đạt đến mới nhưng mà cái sự sôi động đó đó không có nhiều như là bây giờ. Các bạn nhìn thấy được là bây giờ đó cái số lượng người tìm kiếm Bitcoin ở trên Google đã tăng lên và nó đã bằng với cái thời điểm là tháng 6 năm 2022 rồi. Thị trường nó nó đã sôi động trở lại và chúng ta cũng đã thấy một trong những điều mà được nói đến liên tục từ hôm qua tới bây giờ đó chính là về việc là Hoa Kỳ tích lũy Bitcoin làm tài sản dự trữ. Chúng ta cũng đã từng nói đến là cái lực mua nếu như mà thật sự là hoa kỳ sẽ thu 10 coin để mà tích lũy làm tài sản dự trữ thì cái lực mua đó đương nhiên sẽ có cái ảnh hưởng tích cực đối với thị trường nhưng mà cái ý tưởng là Hoa Kỳ sẽ tích lũy Bitcoin làm tài sản dự trữ nó còn quan trọng hơn nữa các bạn nó sẽ kích hoạt lý thuyết trò chơi mà thường đã từng chia sẻ với các bạn cái tay bài video nhưng mà nào mà chưa xem nên thì hãy nên xem cái video đó và chúng ta cũng có Dennis Porter các bạn đây là một trong những người mà thường làm việc với những chính trị gia và các bạn cũng đã biết Dennis Porter chính là CEO và là đồng sáng lập Satoshi Act Fund. Đây là một trong những đơn vị mà đến những chính trị gia rồi sau đó giải thích tại sao là Bitcoin đó giúp ích được cho họ và tại sao Bitcoin quan trọng. Cách đây vài tuần đó thì Dennis Porter nói là sẽ có một cái thông tin lớn cho Bitcoin và cuối cùng thông tin đó đã thường quên tiểu bang gì rồi các bạn. Một cái tiểu bang mà hạ viện của họ đã thông qua cái dự luật Bitcoin để bảo vệ quyền sở hữu và đầu tư Bitcoin của người dân của tiểu bang đó. Thì hôm nay, đó, Dennis rồi nói là trong vòng 2 ngày tới đây, trong vòng 48 giờ, sẽ có một cái thông báo lớn liên quan tới Bitcoin. Thì chúng ta phải chờ xem cái thông báo là gì. Các bạn không biết lại tiểu bang nào sẽ ra quyết định là ủng hộ Bitcoin và crypto nữa. Và chúng ta cũng có Thượng nghị sĩ Cynthia Lumis. Các bạn đã biết đây là một Thượng nghị sĩ rất là ủng hộ crypto trong vòng bao nhiêu năm qua và bà cũng là tác giả của cái đề xuất lưu trữ Bitcoin như là tài sản quốc gia thì Thượng nghị sĩ Lomas tin rằng Hoa Kỳ có thể thông qua dự luật dự trữ Bitcoin với sự ủng hộ của lưỡng đảng trong vòng 100 ngày đầu tiên. Các bạn thấy được đây đó là một trong những cái dự luật mà bà rất là quan tâm và muốn thông qua càng sớm càng tốt thì trong dự luật này đó sẽ nói là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi Hoa Kỳ hiện bây giờ khoảng chừng thu nhớ hình như là 16 tỷ đô la hay gì đó thì sẽ tiếp tục được lưu trữ và sẽ không bao giờ bán và mục tiêu đó là mua thêm một triệu Bitcoin trong vòng 5 năm tới và sau đó sẽ ho đồ trong vòng 20 năm các bạn có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ lưu trữ khoảng chừng là 5% của tổng số Bitcoin tương đương với lại vàng. Nếu như mà mọi việc diễn ra theo kế hoạch tới điều này sẽ giúp giảm nợ của Hoa Kỳ thì cái mà bà nói đến đó là sau khi mua rồi thì Hoa Kỳ sẽ không đụng đến cái số limit coin này. 20 năm sau đó giá Bitcoin sẽ tăng lên và sẽ ở mức rất là cao. 20 năm sau đó thì Hoa Kỳ có thể là di chuyển cái số limit coin này qua ví của những nơi khác khi mà họ muốn trả nợ các bạn thì như bạn sẽ nói là nếu như mà điều này xảy ra đó có phải là Hoa Kỳ sẽ bán một triệu Bitcoin 20 năm sau hay không thì cũng không phải đâu các bạn cũng giống như là các bạn đã thấy là những quốc gia khi mà họ nợ lẫn nhau và khi mà họ thực sự cần phải trả nợ đó thì họ đâu có đem vàng lên trên thị trường spot để bán các bạn họ chỉ đơn giản là lấy số lượng vàng đó rồi di chuyển qua nước khác để mà trả nợ mà thôi. Thì cái được nói đến bởi thường người sĩ Loomis cũng như vậy. Nếu như mà sau này Bitcoin lên cao như là bà tin á, thì Hoa Kỳ có thể sử dụng cái số lượng một triệu Bitcoin này di chuyển qua ví của một quốc gia khác hay là một nơi khác nơi mà họ muốn trả nợ, chứ không phải là bán trên thị trường rồi đi trả nợ các bạn. Tại vì nếu như bán đó thì lại sẽ lấy đồng đô la những quốc gia khi mà họ bán vàng ra thì họ sẽ bán ra tiền của họ đó không phải là cái mà quốc gia kia muốn các bạn họ muốn tài sản thì con cũng tương tự như vậy và nếu như mà điều này xảy ra đó bạn có nghĩ là các quốc gia như là trung quốc và nga sẽ ngồi yên và nhìn hoa kỳ tích lũy mà không làm gì hết đương nhiên thường nghĩ là không rồi các bạn hiện tại chúng ta đã có những công ty như là microstrategy các quỹ ETF và các quốc gia như nào Salvador đang tích lũy không ngừng rồi. Lý thuyết trò chơi đã được kích hoạt rồi các bạn. Những quốc gia khác cũng sẽ không ngồi yên. Và chúng ta cũng thấy được là Salvador là một quốc gia mà tích lũy liên tục. Mỗi ngày một Bitcoin mà họ vẫn tiếp tục tích lũy các bạn. Hiện bây giờ ra cái số lượng Bitcoin họ có là 5.932.76 BTC. Trị giá là hơn 500 triệu các bạn, 518 triệu hiện bây giờ. Và các bạn cũng đã thấy được là hôm nay họ vẫn tiếp tục tích lũy thêm một Bitcoin các bạn ngày 12 tháng 11. Và chúng ta cũng đã thấy là theo dữ liệu của Arkham Intel đó thì quốc gia Huton cũng là một quốc gia mà lưu trữ Bitcoin các bạn. À, và hiện bây giờ đã đang tích lũy được hơn 12.500 BTC trị giá khoảng chừng là 1 tỷ đô la các bạn. Và ngoài Bhutan ra chúng ta cũng đã biết là những quốc gia như là những tiểu vương quốc Ả Rập, Trung Quốc và Na Uy vẫn đang là những quốc gia mà có Bitcoin trong tay. có thể nói là nhiều quốc gia bây giờ có Bitcoin các bạn ngoại trừ Đức. <laughs> Đức đã bán hết Bitcoin của mình rồi các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là những công ty đó thì vẫn tiếp tục tích lũy hiện bây giờ MicroStrategy các bạn cũng đã thấy được họ tích lũy tổng cộng đó đã lên tới cái mức là 279.420 BTC. Bây giờ đó đáng giá gần 24,5 tỷ đô la các bạn. Con số là cực kỳ kinh khủng luôn và ngay cả Tesla các bạn như được là Tesla đó tuy là họ đã bán một số lượng Bitcoin trước đây nhưng mà họ vẫn lưu trữ cái phần không hề nhỏ là 9.720 BTC đáng giá là gần 900 triệu đô la các bạn và nhiều công ty khác và hôm nay đây chúng ta cũng có cái thông tin là công ty AI ở đây là một cái công ty mà họ chuyên về giáo dục sử dụng AI các bạn được niêm yết trên sàn chứng khoán của Singapore có tên là Genius Group đã triển khai chiến lược tích lũy Bitcoin làm tài sản chính cho ngân quỹ dự định mua ban đầu của họ là 120 triệu đô la Nói chung là chúng ta cũng đã thấy được là cái công ty ở châu Á mà muốn đi theo quá chân của MicroStrategy đó chính là Made Planet Họ tích lũy không ngừng, bây giờ họ đã có đối thủ rồi các bạn, đó chính là công ty Genius Group này và chúng ta cũng thấy được là mạnh công ty họ tích lũy Những quỹ ETF họ cứ tích lũy Chúng ta thấy được là bây giờ những quốc gia cũng muốn tích lũy Và cái số là Bitcoin thì có hạn mà thôi các bạn Khi mà cái nguồn cầu tăng lên như vậy Và không phải là tăng một ngày các bạn Mà sẽ tăng trong những th năm tháng tới đây thì uh, khi chúng ta có một tài sản mà có cái nguồn cung ấn định mà nguồn cầu ngày càng tăng lên thì các bạn nghĩ giá sẽ như thế nào đương nhiên cái xu hướng bị khôi dài hạn là giá tăng và chúng ta cũng đã thấy được là công ty sản xuất vi mạch nanolabs của trung quốc đó, đây là công ty được niêm yết trên sàn nasdaq cũng vừa thông báo là họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. chúng ta có rất là nhiều tin tức lạc quan các bạn và những tin tức này đó cũng sẽ khiến cho rất là nhiều bạn có cái cảm giác như là năm 2020, năm 2021 trở lại các bạn khi mà nó sôi động nó như thế này. Và chúng ta cũng thấy được là trên đài CNBC đó thì họ không ngừng khen ngợi Michael Saylor để thường chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn rồi chúng ta nói tiếp. Just looking at Michael's strategy and thinking about, it's 50 billion now, but thinking about Michael Saylor in all along what his viewpoint has been and how he, he wasn't shy at all about and he really he almost in real life has His laser eyes. <laughs> His all, eyes. All, all, almost in real life. It, but the stackers and the hodlers, they must be, at this point, anyone who has been stacking or hodling is on top of the world. Oh, absolutely. MicroStrategy was a first mover in terms of adding Bitcoin to their balance sheet. And that's why this national crypto stockpile is so compelling. So essentially, the US government has $16 billion worth of Bitcoin already on its balance sheet that it has amassed through these seizure operations. But what Donald Trump is talking about doing is not only holding on to that, but he's also been talking to Senator Lummis and her team, who put forth legislation to buy one million Bitcoin over the course of five years, so that ultimately you get a supply of Bitcoin held by the U.S. government that is, in, you know, tantamount to what we have in gold reserves—five percent of the total Bitcoin supply. So it's just, it's just—you're uh, even seeing the U.S. government potentially leaning into this hodl strategy, as you were yeah. saying. Well, either you're just really excited about your job, or you're. Orange -pilled, one or the other. I, I can tell Các bạn có thể thấy là trong một thế giới điên rồ thì người điên rồ nhất là người lo chuyện nhất các bạn trước đây đó thì ai nói về bitcoin thì người ta cũng nghĩ đó là một người điên rồ các bạn nhất là những ai mà nói tới bitcoin sẽ đạt được một mức giá nào đó hay là chúng ta thấy được là michael Saylor tin bitcoin là tài sản và công ty sẽ lưu trữ bitcoin thì người ta cũng xem đó như điên rồ các bạn nhưng mà trong một thế giới điên rồ và đó là thế giới chúng ta đang ở hiện bây giờ chúng ta nói tới là một thế giới vận hành bởi nợ chúng ta nói tới nợ công tăng lên thế nào lạm phát ra sao chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này rồi các bạn trong một thế giới như vậy đó thì người điên rồ nhất lại là người lo chuyện nhất và đó chính là Michael Saylor các bạn và chúng ta hãy nhìn vào những gì đã xảy ra hiện bây giờ như thường chia sẻ đầu video đó có thể làm cho một số bạn bất ngờ tại vì tốc độ nó quá nhanh nhưng mà những gì xảy ra đó thì thực sự cũng không bất ngờ đâu các bạn nếu chúng ta nhìn vào những cái chu kỳ trước đây các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, năm 2015 tới năm 2018 là cái chu kỳ có màu xanh dương trên màn hình chúng ta thấy được là cái chu kỳ có màu xanh lá cây đó là năm 2018 tới năm 2022 mới đây và ngay bây giờ là chu kỳ của năm 2022 thì các bạn có thể nhìn thấy được là tuy là cái đường giá nó không có giống 100% tin tức cũng khác nhau, bối cảnh cũng khác nhau các bạn nhưng mà cái xu hướng đó thì lại giống nhau chúng ta nhìn thấy ngay bây giờ điều thú vị đó là ngay thời điểm bây giờ các bạn chúng ta lại thấy được là cả ba chu kỳ đó gần như là ở cùng một điểm và chúng ta cũng đã thấy được là nếu như các bạn tin vào chu kỳ 4 năm tương lai sẽ câu trả lời các bạn nhưng mà cho tới bây giờ đó thì bitcoin vẫn di chuyển theo chu kỳ mỗi 4 năm và chúng ta thấy được là có nghĩa là năm sau sẽ là một năm mà sẽ rất là tốt trước khi chúng ta có một mùa đồng crypto điều đó có xảy ra như là lịch sử hay không thì năm sau chúng ta mới biết các bạn nhưng mà ngay bây giờ đó thường có thể chia sẻ là mọi thứ vẫn đi theo cái quy trình đó chúng ta cũng đã từng nhìn vào rất là nhiều những cái sự chia sẻ tương tự trên kênh này. Các bạn cũng đã nhớ đây là cái bài chia sẻ vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 nói về chu kỳ thị trường crypto là gì, làm sao tận dụng nó cho việc đầu tư, có nghĩa là cách đây khoảng một năm đó các bạn. Chúng ta cũng đã nói đến chu kỳ mỗi 4 năm đó thì chúng ta đã thấy là chúng ta sẽ có những cái phần khác nhau như thế các bạn thì rồi sau ngày halving chúng ta sẽ có một cái sự tăng trưởng rồi sau đó chúng ta sẽ có một mùa đồng crypto rồi chúng ta đi vào một cái thời kỳ tích lũy giống như là chúng ta lấy ví dụ của năm 2022 mới đây đi thì trước đó năm 2021 là cái thời kỳ tăng trưởng các bạn năm 2020 và năm 2021 sau halving là cái thời kỳ tăng trưởng nó không phải tăng ngay lập tức các bạn sau khi halving nó tốn một thời gian rồi chúng ta mới thấy là cái nguồn Cung bị cắt phân nửa Nó thật sự thấm vào trong người, à, thị trường. Và chúng ta nhìn thấy được là sau đó chúng ta đã trải qua một mùa đông crypto cũng rất là khắc nghiệt năm 2022. Và sau đó chúng ta có một cái thời điểm tích lũy à, khoảng chừng là hơn một năm các bạn cho đến năm 2024 chúng ta lại tới ngày 20 lần nữa và đương nhiên biểu đồ này đó thời điểm đó chúng ta cũng không biết là kế tiếp sẽ ra sao nhưng mà chúng ta lúc đó vẫn tiếp tục nói về chu kỳ 4 năm và chúng ta cũng thấy được là trên màn hình đó, thì năm 2017 18 cũng như vậy và trước đó thì cũng tương tự một lần nữa không ai có thể biết được tương lai của các bạn thôi chỉ có thể chia sẻ với các bạn những gì đã xảy ra trong quá khứ mà thôi và tương lai khi nào đó thì tương lai sẽ có câu trả lời nhưng mà cái thùng muốn chia sẻ là ngay bây giờ đó thì mọi thứ nó cũng tương tự như vậy và chúng ta cũng đã nghe thùng chia sẻ rất là nhiều lần rồi à, đây là những cái video trên kênh suốt các bạn đây là cái kênh mà tách cái video từ kênh chính ra cho nó dễ theo dõi hơn thì à, các bạn thấy được là chu kỳ 4 năm vẫn còn nhưng không phải cũng tin đây là cái video thùng chia sẻ hồi tháng 10 năm 2023 nghìn thùng chia sẻ một cái phần ngắn với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tiếp có thể để ý là cái số lượng view hay là chúng ta nhìn thấy được là những cái tương tác trên mạng xã hội đó thì cũng đã giảm xuống khá là nhiều rồi các bạn ở trong thị trường này các bạn theo dõi Twitter các bạn cảm thấy được là ngày nào cũng có nhiều thông tin nhưng mà trên căn bản đó phần lớn mọi người không còn quan tâm đến crypto hiện tại cho nên nếu nói ai cũng biết và tin vào chu kỳ 4 năm đó, thì đội không nghĩ vậy đâu Đó là quan điểm của thuần các bạn Và cho dù biết thì nữa cũng không hẳn là tin Ngay cả trong thị trường crypto những người mà còn ở lại các bạn phần lớn đã rời khỏi rồi Những bạn mà còn ở lại đó có nghĩa là cũng có lòng tin vững chắc hơn nhiều so với những người khác Thì những bạn còn ở lại đó các bạn sẽ được là hầu như cũng không ai cũng tin Ai cũng biết nhưng mà không ai cũng tin đây là cái video mình chia sẻ cách đây hơn một năm các bạn Và chúng ta cũng thấy được là một cái video khác nữa Thì Thuận cũng đã nói về chu kỳ Để mình chia sẻ cái clip ngắn là khoảng chừng là 30 giây với các bạn mà thôi nhiều người nghĩ là thị trường này đó chúng ta làm sao có thể thắng được cá voi cá mập nhà tạo lập thị trường vân vân thực ra không phải đâu các bạn trên căn bản đó thị trường này cho chúng ta rất nhiều cơ hội để mà kiếm lợi nhuận chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường này lúc nào cũng cho chúng ta cả năm thậm chí là một năm rưỡi để mà tích lũy bao nhiêu chu kỳ qua cái thời gian mà giá cả ảm đạm thị trường không có nhiều người quan tâm đó thời gian đó rất là dài một năm rưỡi luôn thậm chí là gần hai năm trong nhiều trường hợp và ngược lại khi mà giá tăng cũng như vậy các bạn nó không phải là tăng một ngày hay là vài ngày rồi sau đó là không tăng nữa và đối với thuận đó chúng ta chỉ mới vừa bước vào một mùa mới mà thôi đây cũng là video thuần chia sẻ cách đây một năm các bạn thuận muốn chia sẻ thêm vài clip ngắn nữa thuần chia sẻ cái này đó không phải nói các bạn biết là thuần đã nói đúng hay gì hết các bạn đó không phải là cái lý do thuần chia sẻ lý do thuần muốn chia sẻ với các bạn đây để các bạn có thể nắm bắt được tâm lý của thị trường tại vì Tình hình sẽ khác nhau, bối cảnh sẽ khác nhau, tin tức sẽ khác nhau, nhưng mà một thứ không khác đó chính là tâm lý thị trường. Nó sẽ luôn là như vậy, có phải là chúng ta mãi mãi thấy chu kỳ 4 năm hay không? Tuy nhiên là không rồi các bạn, ngay cả những tài sản nó cũng thay đổi, nhưng mà chúng ta sẽ mãi có những cái chu kỳ. Không phải 4 năm, nó thì có thể là 6 năm, có thể là 5 năm, có thể là 8 năm, không biết được, nhưng mà một cái nó sẽ mãi mãi không thay đổi đó chính là tâm lý và cái mà Thu muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta phải để ý đến tâm lý thị trường như thế nào lúc mà thị trường ảm đạm lúc mà thị trường sôi động đó là những cái mà Thuận muốn chia sẻ ở đây Thì Thuận chia sẻ thêm vài clip ngắn với các bạn nữa Đây là cái video mà Thuận đã chia sẻ Cái video này đó là cách đây khoảng chừng hơn 6 tháng các bạn Hồi tháng 5 của năm nay Và đây là video có tựa đề là cơ hội không cho số đông mà cho số ít người biết đó là cơ hội. Kỳ 4 năm ai không nghĩ là chúng ta sẽ tăng tới cái mức 100 ngàn, 200 ngàn thì điều đó có xảy ra hay là không? Nếu như mà ai không nghĩ như vậy thì có thể là các bạn không biết không phải ai không nghĩ như vậy đâu. Chúng ta sẽ xem một cái clip ngắn các bạn. Cái clip này đó là diễn giả tốt nghiệp trường đại học Ohio State University bị khán giả la ó và chơi bài khi mà anh khuyến khích mọi người tìm hiểu về tiền tệ và cố gắng giải thích về Bitcoin khôi cho những cái sinh viên sắp ra trường các bạn đây là cái tin tức cái lời bolus chúng ta vẫn còn rất là sớm để thường cho các bạn xem cái clip ngắn này đây là cái buổi lễ ra trường và cái người mà đứng ra để mà giải thích chính là người này nè các bạn một trong những người dũng cảm một người bạn của chúng ta đã không có sợ sự chơi bai của hàng ngàn sinh viên các bạn dũng cảm đứng ra để mà chia sẻ bịch khôi trong cái buổi lễ ra trường này và các bạn thấy được là khán giả đó thì không có hào hứng lắm khi mà nghe nói tới bịch khôi Bây giờ đó thì à, mọi người lại thi nhau để mà tìm hiểu về Bitcoin các bạn Còn vài clip nữa nhưng mà Thuần cũng sẽ không có chia sẻ với các bạn đâu Tại vì cái video cũng khá là dài rồi Đây là cái clip đó Thuần chia sẻ cách đây cũng khoảng 6 tháng các bạn à, Hồi tháng 4 của năm nay Thì trong cái clip này đó chúng ta cũng đã nói về Bitcoin Halving Thì chúng ta cũng đã nói đến là Bitcoin Halving Cái thời điểm nó xảy ra đó cũng sẽ khá là nhàm chán Đó là những gì lịch sử chúng ta thấy Nhưng mà cái sự sôi so động nó sẽ diễn ra Sau cái ngày Halving các bạn khoảng chừng là 6 tới 8 tháng đây là điều mà những bài nào mà theo dõi kênh cũng nghe thường chia sẻ nhiều rồi cũng giống như cái bài viết này thuần đã chia sẻ vào tháng tư các bạn cũng đã thấy được là chúng ta cũng đã nói tới ha bình cái sự sôi động của bitcoin đó trong lịch sử là sau khi mà chúng ta có hai bình sáu đến tám tháng như là các bạn thấy trên màn hình thường đó thì sau sáu đến tám tháng sau hai bình giá bitcoin thực sự tăng mạnh Cho thu hút nhiều đầu tư mới vào thị trường và chúng ta đang ở thời điểm nào các bạn hai bình năm nay là vào tháng tư Bây giờ là tháng 11 thì chúng ta đang ở trong phạm vi 6 đến 8 tháng. Bây giờ thị trường lại sôi động trở lại và chúng ta cũng đã nghe thuận nói nhiều về quan điểm của thuận về mùa all coins all coins season thì cách đây vài tuần đó, cách đây một tuần thì đừng nói vài tuần các bạn mọi người đã vẫn rất là nghi ngờ nhưng mà các bạn đã thấy được là chỉ cần một cái gì đó xảy ra mà thôi sẽ khiến cả thị trường sôi so động trở lại tuy là nhiều all coins vẫn cách định rất là nhiều các bạn và ngay bây giờ cũng chưa thấy gọi là mùa all coins nhưng mà các bạn cũng thấy được là chỉ cần có một cái sự lạc quan thị trường sẽ sôi so động trở lại và mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra và quan điểm của thuận nơi các bạn cũng đã biết là chúng ta sẽ có mùa all coins chỉ vì chúng ta luôn có cái sự FOMO và sợ hãi trong thị trường và vì lý do đó chúng ta sẽ có all -con season khi nào đó thì cái đó rất là khó các bạn chúng ta phải thấy được Bitcoin phải đạt được một cái mức nào đó khiến cho mọi thứ sôi động trở lại và có thể là trâm đắc cử là cái mà chúng ta cần các bạn đó chính là cái chất xúc tác chúng ta cần để có thể có cái sự sôi động trở lại và thật sự trong vòng tuần qua nên thị trường đã sôi động trở lại rồi và nhiều altcoins cũng đã có một sự hồi phục và lòng tin của một số bạn đã cũng đã trở lại và chúng ta cũng đang thấy được là một dấu hiệu khác đó là ứng dụng Coinbase liên tục tăng hạng các bạn bây giờ đã xếp hạng thứ hai trong tất cả ứng dụng tài chính trên App Store và xếp hạng thứ 33 trong tất cả ứng dụng. Các bạn cứ nghĩ đến là có hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn app ở trên App Store. combi xếp hạng thứ 33 các bạn và có có thể nói là cả trăm những ứng dụng liên quan tới tài chính nhưng mà Coinbase xếp hạng thứ hai trong tất cả ứng dụng tài chính cho các bạn thấy được là có cái sự quan tâm đến những người mới như thế nào tại vì ở Hoa Kỳ đó thì phần lớn mọi người bắt đầu từ sàn Coinbase các bạn đây là một dẫn chứng cho thấy điều đó và chúng ta cũng đã nói tới cái sự lạc quan trở lại khi mà chúng ta đã thấy nhiều người tìm kiếm Bitcoin trên Google mới đây chúng ta cũng đang thấy được là những cái quỹ mà chuyên về meme coin đó cũng đã thấy có rất là nhiều người bắt đầu là mua và giao dịch các bạn giống như là cái vị Van đây đây một cái quỹ mà họ tập trung vào đầu tư vào meme coin các bạn giống như là thay các bạn đầu tư từng đồng meme một thì đây là một cái quỹ mà sẽ đầu tư vào những cái đồng meme và các bạn mua quỹ này đây là những cái Meme coin trên solana thì khi mà chúng ta thấy được là có nhiều động thái liên quan đến Meme coin thì cũng là một cái thời điểm mà thị trường rất là sôi động các bạn và có nhiều người mới vào trong thị trường này tại vì cho dù các bạn nghĩ là thị trường này được thu hút bởi Bitcoin đề đồng vốn hóa lớn nhất thì cái đó là một phần mà thôi các bạn Bitcoin đó giống như là một cái ngồi châm khi mà Bitcoin tăng trưởng mạnh chúng ta thấy được là những trang web lớn truyền thống lại nói về Bitcoin các bạn đài truyền hình nói về Bitcoin rồi sau đó khiến cho mọi người tò mò nhưng mà khi mà họ nhìn thấy giá của Bitcoin đó thì phần lớn mọi người sẽ nghĩ là giá đã quá cao rồi họ muốn tìm những cái gì đó nó rẻ hơn mặc dù là các bạn biết là cái gì tăng 10% thì đã tăng 10% nó đều giống nhau hết nhưng mà mọi người đã thường có cái xu hướng khi mà họ thấy một cái gì đó giá quá cao thì họ lại nghĩ là giá Bitcoin bây giờ đã 87, 88 ngàn đô rồi thì tăng tới đâu nữa họ sẽ được lời bao nhiêu trong khi mà họ có thể sở hữu nhiều một đồng nào đó hơn giống như mà đồng Mimcoin có mức giá thấp mặc dù là một số meme coin đã có cái vốn hóa cũng khá là cao rồi các bạn nhưng mà meme coin đó thì đối với những cái người mới họ cảm thấy là thân thiện hơn họ cảm thấy là vui nhộn và họ nghĩ đến những câu chuyện mà meme coin có thể tăng mạnh khiến cho nhiều người làm giàu qua đêm thì các bạn thấy được là khi chúng ta có cái sự tăng trưởng của meme coin cũng là cái lúc mà thị trường rất là sôi so động các bạn và chúng ta còn một vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn thì theo dự đoán đó, chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ sớm từ chức đây là điều mà tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi thuận nghĩ là ông sẽ từ chức các bạn cũng không cần phải đợi đến lúc mà Trump sa thải Gensler đâu tại vì chúng ta nhìn thấy được lịch sử đó thì ngày 8 tháng 11 năm 2016 sau khi mà Trump đắc cử lần đầu tiên thì ngày 14 tháng 11 năm 2016 các bạn nhìn thấy được là sau đó khoảng như một tuần đó thì Mary Jo White, chủ tịch SEC cũ đã thông báo từ chức. Ngày 3 tháng 11 năm 2020 thì Tổng thống Joe Biden đắc cử. Rồi ngày 16 tháng 11 năm 2020, Jay Clayton, chủ tịch SEC đã thông báo từ chức. Thì mới đây đó, Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 5 tháng 11 thì khi nào Jay Kessler mới? nộp đơn xin từ chức các bạn à, tại vì thực sự đó thì trong vòng 1 tới 2 tuần <laughs> bây giờ đã là tuần thứ hai rồi hy vọng là trong vòng một tuần nữa chúng ta sẽ có thông tin là gây ra sự từ chức và nếu như không từ chức đó, thì tổng thống có thể sa thải chủ tịch SCC hay là không thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ chưa có cơ hội phán quyết về vấn đề này vì các chủ tịch SEC đã thường theo truyền thống từ chức khi mà có sự thay đổi chính quyền tại vì chính quyền mới sẽ có những cái suy nghĩ mới các bạn và cái đường lối mới và nhất là chúng ta có một cái chính quyền mới của một đảng khác đó thì có thể là đi một xu hướng hoàn toàn khác với cái xu hướng hiện tại khiến cho Chủ tịch có lại đây thì cũng không có thể làm được gì các bạn. Khi mà chúng ta thấy được là tổng thống đó thì lại có một cái xu hướng khác. Nếu chúng ta có một cái tổng thống mà yêu thích crypto thì chủ tịch SEC đó cũng sẽ không thể tiếp tục kiện tụng Các bạn thấy được là cái chức chủ tịch SEC đó cái lương thật sự là không có cao. Những người mà có thể giữ được chức chủ tịch SEC họ cũng đã có kinh nghiệm và họ có thể là làm việc cho những công ty tư nhân và có cái lương rất là cao cho nên không lý do gì họ lại nếu họ không thể làm điều mà họ cần làm tuy nhiên một số thẩm phán toàn tối cao Harvard Law Review Yale Journal of Regulation tin rằng tổng thống có thẩm quyền sa thải chủ tịch SEC nếu cần thiết và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được là tổng thống Trump thì cũng đã đăng một cái thuyết thì nói chung Trump với tư cách là tổng thống đắc cử đã ám chỉ là ông có thể sẽ bỏ qua quy trình phê chuẩn thông thường của Thượng viện để nhanh chóng thay thế một số vị trí bao gồm cả thay thế chủ tịch SEC Gary Gensler. Ông muốn sử dụng một cái gọi là quyền bổ nhiệm trong kỳ nghỉ, một quyền tạm thời cho phép tổng thống bổ nhiệm các vị trí mà không cần phải có sự phê chuẩn từ Thượng viện khi mà quốc hội đang không có hợp các bạn. Nói chung đó thì tôi nghĩ là gây cho sự sẽ từ chức chứ không có đợi đến lúc đó đâu các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin đó, từ Epic Times là tổng thống Trump đã đề cử tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ là Scott Besson làm bộ trưởng bộ tài chính các bạn và đương nhiên người này đã sẽ thay thế bộ trưởng bộ tài chính hiện tại là Janet Yellen thì Scott Besson rất ủng hộ crypto ông tin là crypto đại diện cho tự do và nền kinh tế crypto sẽ tồn tại lâu dài thì sau khi mà đắc cử đó tuy là vẫn chưa nhậm chức nhưng mà các bạn thấy được là có nhiều động thái của tổng thống Trump cũng đã cho thấy được là ông vẫn hướng tới ủng hộ thị trường này và chúng ta cũng đã thấy mới đây đó ông cũng đã bổ nhiệm Elon Musk và Vivek Ramaswamy. Tuy không phải là một cái chức vụ liên quan trực tiếp đến tài chính nhưng mà đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là ông tin tưởng những người mà ủng hộ crypto của bạn. Tại vì cả hai Elon Musk và Vivek cũng là ủng hộ crypto. Bây giờ đó thì tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Scott Besson cũng là một người mật cực kỳ ủng hộ crypto các bạn và chúng ta cũng uh, bây giờ hãy nhìn vào tình hình của Bitcoin ETF thì ngày hôm nay đó, chúng ta cũng đang thấy là thị trường nó nguội lại và dòng tiền thì cũng nguội lại ngày hôm qua chúng ta có dòng tiền rất là cao luôn 1 tỷ mốt các bạn chúng ta có dòng tiền này đó là tại vì BlackRock đã thu vào 756 triệu hôm nay đó thì chúng ta thấy được là lại có một cái lực bán nhỏ nhỏ đến từ Ark Invest không có nhiều các bạn 5 triệu mà thôi và Trayscale đó thì uh, bán trở lại 17 triệu nhưng mà chúng ta thấy được những quỹ khác đang thể tích lũy chúng ta vẫn có dòng tiền dương bây giờ là 39 triệu chưa có thông tin từ Rayscale khi mà có thường sẽ chia sẻ trên xã hội với các bạn và về Ethereum thì các bạn thấy được chúng ta cũng đã có dòng tiền cực kỳ mạnh ngày hôm qua chúng ta thấy được là cả hai quỹ Blackrock và Fidelity đều tích lũy hơn 100 triệu đô la Ethereum và chúng ta có dòng tiền dương 295 triệu ngày hôm qua các bạn có thể nói được là quỹ Ethereum đã thật sự nóng lại rồi và chúng ta cũng đã thấy ngày hôm nay đó dòng tiền vẫn dương nhưng mà không có nhiều các bạn dương là 4.5 triệu mà thôi chủ yếu tại vì rescale đó bán 33 triệu và chúng ta vẫn chưa có thông tin đến từ BlackRock còn về phần trăm có lời đó thì không có thay đổi nhiều rồi các bạn hiện bây giờ là khoảng 87 88 ngàn đô thì cái phần trăm có lời uh, vẫn nằm trong vùng màu đỏ các bạn giảm xuống một chút nhưng mà phần ở mức là hơn 99% các bạn đang có lời Tại vì chỉ những ai mua trên cái mức này thì mới lỗ mà thôi Chứ còn phần lớn vẫn đang có lời hiện tại Và chúng ta cũng có những cái thông tin nhưng mà thật ra trong cái thời điểm sôi so động này đó thì cũng ít khi quan tâm các bạn Giống như là Ethereum Foundation thì họ bán 100 Ethereum khoảng chừng là 340 000 cũng không phải là con số nhiều ảnh hưởng đến thị trường đâu các bạn nhưng mà năm nay đó thì tổng cộng họ bán là 4.166 ether khoảng chừng là 11.5 triệu cũng không phải là con số nhiều nếu như chúng ta tính là cả năm nay chúng ta cũng có cái thông tin đến từ nước ý thì nước ý sẽ giới hạn thuế crypto ở mức là 28% các bạn trước đây đã có một cái đề xuất là sẽ tăng lên tới 42% nhưng mà đề xuất này đã gặp cái sự phản ứng dữ dội bây giờ đó họ nói họ sẽ giữ ở mức là 28% đổ xuống mà thôi và chúng ta cũng có một cái buổi phỏng vấn các bạn và buổi phỏng vấn này đó thì nói chung cái người được phỏng vấn đó chính là Donald Trump Jr con của tổng thống Donald Trump thì trong buổi phỏng vấn này đó thì cũng đã hỏi là Trump có giữ lời hứa là sẽ tha bổng cho Ross Ulbricht hay là không thì Donald Trump Jr. đồng ý đó là một trong những điều mà cần phải làm và cần phải làm nhanh chóng nhưng mà nào mà không rành thì Ross Ulbricht là cái người trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đây là cái người mà đã gây dựng lên trang web Silk Road và sau khi mà trang web này đó, đã bị chính phủ cấm rồi sau đó người này bị bắt các bạn thì đã bị bỏ tù nhưng mà đối với nhiều người đó thì cái quy định nó đã quá cắt gao rồi. Chủ yếu đó tại vì thẩm phán và những người lập pháp lúc đó đó muốn giống như là lấy người này ra để mà đăng đe những người khác. Tại vì đó, cuối cùng người này bị án tù là chung thân các bạn. Và người này đã ở tù 12 năm rồi. Có thể nói chúng ta có nhiều cái vụ tệ hơn. Nhưng mà cái án tù cũng không nặng như vậy. Chỉ vì đây là cái bản án đầu tiên liên quan đến Bitcoin. Cho nên người này đã bị cái bản án tù rất là nặng là tù chung thân các bạn. Nhưng mà 12 năm đó thì chắc cũng đã đủ rồi. Và Tổng thống Trump đã hứa là sẽ tha bổng cho người này khi ông nhận chức Tổng thống vào tháng 1 của năm sau. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn ủng hộ và tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên đến 30% từ những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, và và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.